Ok, mình tiếp tục con nha. Ok, here, this one. Something here. Rock, you have rock. Grass, mountain. Clouds. Ok, waterfall. Plants. Oh, what is path? Oh, cái này là cái đường đi nè con. Path. Ok. That's all. And now we put next topic. B. Look at the picture. What are these sentences about? Oh, những cái câu này nói về cái gì hả? À, người ta sẽ cho con một cái câu này. Một cái câu giải thích thì con sẽ cho biết là nó đang nhắc đến cái gì đó, nó đang định nghĩa cho cái gì đó. Ok, example number one. People like walking or climbing up these when they are on holiday. Người ta thì thích gì? Con người thì thích đi bộ này hoặc là leo lên những cái này khi mà họ đang trong kỳ nghỉ. What is it? Understand? Con hiểu không? What is it? What is Number it? one. Ô Con thấy cô màn hình cô xem không? Ok. mountain. Yes, that's right. Mountain. People like walking or climbing up these when they are on holidays. Do you like climbing to the mountains, V? No. Con không biết Do leo you quá à, like sợ tay á. thì mình cứ đi từ từ lên thôi chứ có phải leo treo leo đâu mà sợ té. No. Hồi giờ con có đi leo núi không? Have you ever climbed the mountain? Con No. có leo núi mà dạng trò chơi trong mấy cái siêu thị á. I know. Okay. Number two. You can swim and sail here, but it's not a river or the sea. Con có sail. Sail, what does it mean? Mệt quá, snail quá, snail, snail. Con có từ này mới là ốc sên nè. Snail. Ok, snail, ốc sên. Con này lấy gì? Sail là chèo thuyền á. Sail. What is it about? You can swim and sail here, but it is not a river or the sea. Waterfall. Waterfall. Cái gì mà bơi ở nơi cái thác? Really? Ai bơi nơi thác ta? Rồi sao chèo thuyền ở đó được? Đố con có một cái Cái hồ nhỏ. lake. Is a river Lake. lake. Now we see. Are you right? A lake. Okay, number three. There are always lots of trees, animals, and birds here. Lots of trees, animals, and birds here. What is it, V? What do you Mountain. think? Mountain. Mountains. Còn có một cái nữa. Một cái mà nó sẽ có con nhớ này ở đây nè. Mountain nó có khi nó ít động vật lắm. Nhưng mà nó có nhiều ở đây nó nè. Có nhiều cây, nhiều động vật nữa. Nhiều chim chóc nữa. What is it? It's about. Village. Gì ở ngôi làng? Ngôi làng có nhiều cây đâu. Có cây thôi chứ có nhiều đâu. Cái gì ta? Cái gì mà con xem, con nghĩ xem trong những cái từ mà mình học đó. Trees, animals and birds. Cái gì ta? Jungle. Phải không? Jungle. Mình xem. Ok. Oh, or a forest. À, con có jungle với forest nó cũng vậy. Forest cũng là jungle. À, con sẽ thấy khi nào mà cái forest với cái jungle nó khác nhau cái gì? Con sẽ thấy
forest là rừng nói chung. I share this Forest, with rừng nhiệt đới. you. Đúng rồi, đúng rồi. Forest là rừng thôi. Rừng nói chung á con. Đây, để cô share với con. This one. Bữa nào con mua cái ống uống á Vi. Rồi con về con uống cái máy lên. Tối con Không, ngủ con hả? Sao? con không thích. Không thích rồi ngồi học mà vừa trả dạy trí. Con tối con ngủ cái ngày mai nó công hả? Chứ con ngồi con trả vậy có công được đâu. Đây nè, Vi nè, con có từ forest. Con sẽ có từ forest là rừng mà nói chung. Ok, đây nè. Cứ thấy rừng thì người ta sẽ gọi là forest. Mà con sẽ xem nè, jungle nhé. Jungle. Jungle thì thường nó sẽ rậm rạp hơn. Ok, ha. Con hiểu chưa nè? Nó jungle nó là một loại của forest. Rừng rậm nhiệt đới á, thì người ta sẽ gọi là jungle. Ok, còn rừng mà nói chung người ta sẽ dùng từ forest. Ok. Cô sẽ gửi những cái từ này cho con ha. Con có thể học từ bằng cái cách con đọc những cái câu này lên. This one. Number four, V. Con đọc lên xem. Now you read that and let me know what is it. You, number four, V. Con đọc lên đi nào. Number four nào, con không thấy. Sorry, sorry. I said that again. Okay, can you see that? Number four now here. Chắc, Vic, you find this? Hey, do you know that? Con đọc lên đi nào. You find You this? find these on trees and plants. They are green, red, yellow, or brown. Can you guess? What is it? Garden. You find this on trees and plants. Con nhìn thấy nó hay là con tìm thấy nó ở trên những cái cây cây cao lớn hay là những cái cây trồng nhỏ. They are green, red, yellow or brown. Nó có thể là màu xanh, màu đỏ, màu vàng hoặc màu nâu. What are they? Suy nghĩ xem, con suy nghĩ xem. Là think. Is. Con nghĩ xem, bằng tiếng Việt xem. Cái gì mà ở trên cây, có ở trên cây mà nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng rồi màu nâu. Eternal. Con nghĩ xem sao không biết được, biết mà. Cô biết là con biết. Leaves Lá là gì ta? Leaves, con có cây. từ leaves. Đúng rồi, đúng Con quên từ list, con cũng nghĩ rồi. là lá cây. Con quên từ list. Leaves. Lá cây. Ai một cái lá thì con sẽ có từ gì ta? Lee. How do you spell it? How do you spell it? Một cái lá thì con có từ gì? Leaf. How do you spell it? Đánh vần sao con? L-E-A-V-E. Mệt quá. Nè, một cái lá nè. Con sẽ có là a leaf. Ha. Một cái lá con sẽ có a leaf. Mà nhiều cái lá thì mình sẽ bỏ cái chữ F đi. Và con đổi lại là V-E-S. Ok, leaves. A leaf and many leaves. Nhưng mà con sẽ thấy ở trên cái cây á, thì nó có nhiều cái lá, chứ đâu có một cái lá đúng không? Thì mình sẽ dùng từ leaves. Ok. Number five, V. People. People live in their homes Here, here. here, but
Smaller than a village. Village. Okay, good job. Now see the answer. Is it right? Okay, a village. Good job, number six, B. Go outside in the day. Look up. Look up and see this. It's big, hot, yellow and red. Look up, tìm kiếm nó ha, con có từ look up, tìm kiếm, tìm. Cái gì ta? Ủa? Mặt trời Ah, tiếng Anh that's right. Là gì? là Quên mất rồi. mặt trời. Ồ, khó ta. Từ này khó à. Ừ, cái gì vậy? Mặt Mặt trời trời. tiếng Anh là Ôi, quên mất luôn. Chịu nổi nữa không? Nhanh, quá. One, two. Con sẽ có muôn. Yes, that's Sun. right. The sun. That is the sun. Sun. It's big, hot and round, huh? It's big, hot, yellow and round. Okay, send this to you. And you can review after our lesson. À, cô sẽ gửi những cái này cho con. Sau giờ học con có thể xem lại ha. Now, we have another tip, B. Let's see for this tip. In listening part 5, you have to call a pause of the picture and write a word. Ha, ở trong cái phần số 5, á, phần nghe, con sẽ phải tô màu một số phần của cái bức tranh và viết một cái từ nào đó. The words that you have to write are from the mover's work list. Những cái từ vựng đó thì nó sẽ có trong cái phần danh sách từ vựng của phần mover á. The word isn't spelled from them. Cái từ vựng á thì sẽ không có được đánh vần đâu nha. But other information will help you recognize the word. Nhưng mà những cái thông tin khác á thì sẽ giúp con nhận ra cái từ đó. You must spell the word correctly. Và con, việc của con á là con phải đánh vần cái từ đó cho chính xác. Ok, đánh vần và viết ra cho chính xác ha. Now see. Practice this. Listen and color and write. Okay. This picture again. Now you listen, you color something Là in. con phải tô màu mà con phải viết ra đúng không? Con sẽ vừa đâu? Không, có những câu con sẽ tô màu và có những câu là con sẽ viết. Okay. Chứ không phải là câu nào cũng phải vừa tô vừa viết. Okay. Are you ready for this? Let's do this. Yes. Okay, this is about this picture. I think this is not difficult. Let's try. 23C. The world around us. Now, can you hear clearly? Con nghe rõ không? Yes. Okay, let's try. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello. Con nghe Would thế you nào like không? to color this picture? Yes, please. Can you see the boy fishing? Yes. Can I color his hat? Okay, make the boy's hat yellow. Right. I'm doing that now. Now tell me what is the first thing? The girl color. The boy The fishing hat, color hat is yellow. The color of his hat is yellow. Okay, and how now your turn. Bây giờ tới lượt con nha, con làm ha. Con sẽ nghe liên tục nhé. Okay. No stop for this part. Listen, please. Can you see the yellow hat? This is an example. Now you listen and color and write. One. Now find the rocks in the picture. Right.
I can see them on the ground. Color the biggest rock purple. Okay. 2. Can you see the waterfall? Yes. Shall I color it? Yes, please. Make it blue. Okay. There. Thank you. 3. What can I do now? Can you see the board in the lake? Yes. Can I write something on it? Yes. Write swim on it after do not. Oh, you mean people shouldn't swim here? That's right. It's too dangerous. 4. There are 3 fish in the water. Yes, I can see them. They can go really fast. I know. Color the smallest one. What color? How about orange? That's a good color for a fish. Good idea. 5. Right. What now? More coloring? Yes. Can you see the houses? There are 2. Which one shall I color? The nearest one, but only color its roof. Make it red. Okay. I'm coloring that roof now. Brilliant. Thanks. Okay. Number 3 again, please. Mấy cái câu mà con làm đúng rồi thì thôi ha. Bây giờ mình sẽ nghe lại. Now, number 3. Biggest rock, purple. Okay. Waterfall. Yes. Shall I color? Nè, người ta nói là the này. Con nghe lại câu này xem. Biggest rock, purple. Right. I can see them on the ground. Rocks in the pit. Right. Now, number 1, please. Now, find the rocks in the picture. Find the... Right. Cục đá màu trắng. Find the rock. No, find the rock. Con sẽ tìm cái cục đá ở trong. Find the rocks in the picture. Con xem. Cái viên đá nào nha. Now, continue. Right. I can see them on the ground. I can... Bạn gái bạn mới nói là gì con? I can see them. See them rock. À, sao tự nhiên con xóa hết màu của con vậy? I don't know. À, sao con xóa hết rồi? Con đang làm đúng mà. Con xóa đâu hết rồi? Thôi kệ đi. Nè. À, I can see them on the ground. Nào. I can see them on the ground. Nhìn thấy nó ở trên trên mặt đất có đúng không? Yeah. Okay, con xem nào. Continue. Color the biggest rock purple. Color okay. The color the. Bạn đó cái người đàn ông đó mới nói gì? Color the. Color the. The biggest. The biggest. Biggest, what does it mean với? The biggest bự one. Nhất. Is purple. It's purple. Yeah. Now again, thì vậy thì con sẽ tô sao? Chứ đâu có tô cái viên nhỏ đâu đúng không? Đó, nên là mình phải lưu ý. Okay. The biscuit one is purple. Okay, được chưa con? Number 2. Cái này là cái viên nhỏ này Vi. Cái đây cái viên nhỏ này còn bên này cái viên lớn nè. Con thấy không? Nó có một cái đường đó. Again. Okay. Now, continue. Number 2. Can you see the waterfall? Yes. Shall I color it? Yes, please. Make it blue. Okay. What color is the waterfall?
What color is the waterfall? Water blue. Yes, it's blue. Make it blue. Number three. Number three, với con nghe cho kỹ câu này nè. Oh, sorry. Number three. Okay. There. Thank you. Three. Number three. What can I do now? Can you see the board in the lake? Yes. Can you see? Can I write? Can you see the? Can you see the fish? No. Con nghe lại nè. Three. What can I do now? Can you see the board in the lake? Can you yes. see the? Can you see the boy on a lake? Can you see the boar? The boar. The boar, not boy. Yeah. Can you see the boar in the lake? Okay, là cái bảng này nè con. Okay, yes. Con xem người ta sẽ nói con làm gì nào. Can I write something on it? Can I write something on it? Có thể viết lên gì đó không? Ha. Con xem viết cái gì nào. Yes. Yes. Write swim on it. After, do not. Write gì con? Swim. Yes, write swim on it after do not. Oh, you mean people shouldn't swim here? That's right. You mean people shouldn't? Con sẽ có từ này nè. People shouldn't swim here? People shouldn't swim here. Okay. Shouldn't. Shouldn't là không nên. Không nên. Có từ shouldn't là không nên. Shouldn't là không nên. Ha. Shouldn't swim here. Right. Con xem. Oh. Continue. It's too dangerous. It's too dangerous. Dangerous. What does it mean, babe? It's too dangerous. I don't know. Con có từ dangerous. Dangerous nghĩa là gì ta? Như học rồi. Dangerous là nguy hiểm. Vì nó quá nguy hiểm. It's too dangerous. Okay? You should, people shouldn't swim here because it's too dangerous. Nào, con nghe tiếp nào. Number four. Number four, con làm đúng rồi đó. Four. Four. There are three fish in the water. Hey. Yes. Now. I can see them. They can go really fast. I know. Color the smallest one. Color the smallest one. The smallest one. Rồi, con xem màu gì ha? What color? What color? How about orange? That's a good color for a fish. Good idea. Now, which one? Five. Now, which one? Can you do this? Con sẽ có gì nào? Now, color the smallest. The smallest. Yes. Hey, the smallest. Okay. The smallest. Okay. It's orange. And next, please. Right. What now? More coloring? Yes. Can you see the houses? Can there you are see two. Can you see the houses? Là cái gì ta? Houses, con có từ houses là đúng rồi, houses, những cái căn nhà. There are two. Bạn nó mới nói, bạn gái mới nói là there are two. There are two, có hai cái, con xem cái nào nào. Which one shall I color? The nearest one. The nearest one. The nearest one là cái gì? What does it mean? Ngôi nhà gần nhất. Okay, con xem tô cái gì của cái ngôi nhà này. But only color its roof. But only color. Cái mái nhà. That's right. And con xem tô màu gì nha. Con đợi xíu nè. Quay về. And color it.
are two. The nearest one, but only color its roof. Make it red. Make it red. Yes, yeah. That's right. Make it red. Đó, bây giờ con nghe ra chưa? Yes. Oh, sorry. Nó cứ bị chạy lung tung. Okay, that's all. And now here, you have the smallest fish is. What color is the smallest fish, please? The smallest fish is orange. It's orange. And what color is the biggest rock? The biggest rock is purple. It's purple. And what color is the waterfall? The waterfall is blue. What color is the boy's hat? What color is the the boy? boy hat is the color the boy hat is color is color yellow. Con phải con sẽ nói là the boy's hat is yellow là đủ rồi. Con sẽ có Yeah. The boy the hat boy is yellow. The boy hat is yellow. Okay. And what color is the nearest house roof? The house roof is red. Okay, good. That's all for our lesson for today. Any questions, V? Còn có câu hỏi gì cho bài hôm nay không? Yeah. If you don't have any question, we stop here and we will continue next time. Hôm sau mình học tiếp con ha. See you on Wednesday. Okay, bye-bye, V. Bye-bye. Yay, bye-bye.